Đây là bài 8 trong loạt bài Tiếng Trung giao tiếp của Hội quán giao tiếp ngoại ngữ và xã hội. Hãy nghe đoạn hội thoại sau đây. Trong đoạn hội thoại trên có nhân vật, một cô gái trẻ. Trong tiếng Trung nói là xiao jie, nguyên văn là tiểu thư. Xiao, xiao, jie, jie, xiao jie, xiao jie. Hãy nói cô ơi, chị ơi. Xiao jie, xiao jie. Hãy nghe từ nhà ăn. Chán thiêng. Chán. Chán. Thiêng. Thiêng. Chán thiêng. Chán thiêng. Nhà ăn. Chán thiêng. Chán thiêng. Xin hỏi. 请问，请问, xin hỏi nhà ăn ở đâu? 请问餐厅在哪儿? 请问餐厅在哪儿? Xin hỏi Vương Tiểu Vân có ở đây không? 请问王小云在吗? 请问王小云在吗? Cô ấy đang không ở đây. 他不在. 他不在. Xin hỏi anh có biết bạn ấy đang ở đâu không? 请问你知道他在哪儿吗? 请问你知道他在哪儿吗? Hãy nói lại từ nhà ăn. 餐厅. 餐厅. Xin hỏi nhà ăn ở đâu? 请问餐厅在哪儿? 请问餐厅在哪儿? Hãy nói, chị ơi, xin hỏi nhà ăn ở đâu? 小姐，请问餐厅在哪儿? 小姐，请问餐厅在哪儿? Bây giờ hãy nghe cách nói tầng 2. Er tầng. Từ số 2. Er. Er. Tầng. 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 Tầng 2 nguyên văn là 2 tầng. Er tầng. Er tầng. Ở tầng 2. Zài er cheng. Zài er cheng. Hãy nghe số 1. Yi. Yi. Số 2. Er. Er. Số 3. San. San. Số 4. Sì. Sì. Số 5. Wǔ. Wǔ. Số 6. Liǔ. Liǔ. Số 7. Qī. Qī. Số 8. Ba. Ba. Số 9. Jiǔ. Jiǔ. Số 10. Shí. Shí.
số 0. Liếng. Liếng âm Hán Việt là linh. Hay nghe 204. 204. 204. 204. Hay nghe từ số. Khảo. Khảo âm Hán Việt là hiệu. Khảo. Khảo. Số 204 nguyên văn là 204 số. 204号. 204号. Số 204 tầng 2 nguyên văn là 2 tầng 204 số. 2层204号. 2层204号. Trong tiếng Trung, cái lớn hơn đặt ở trước, cái nhỏ hơn đặt ở sau. Tầng 2 rồi mới đến số phòng. Hay nói lại, số 204 tầng 2. 2层204号. 2层204号. Hay thử nói ở số 204 tầng 2. 在二层204号. 在二层204号. Chị có biết nhà ăn ở đâu không? 你知道餐厅在哪儿吗? 你知道餐厅在哪儿吗? Chị ơi, xin hỏi, chị có biết nhà ăn ở đâu không? 小姐，请问你知道餐厅在哪儿吗? 小姐，请问你知道餐厅在哪儿吗? 还 trả lời, ở tầng 2, số 204. 在二层204号. 在二层204号. Cảm ơn. 谢谢. Cảm ơn chị. 谢谢你. 谢谢你. Bây giờ hãy nghe từ không cần cảm ơn. 不用谢. 不用. 用谢. 谢不用谢不用谢. Không cần cảm ơn, không có gì. 不用谢不用谢. Trong đó 不用 là không cần. 不用. Hãy thử nói, xin hỏi anh cần gì? 请问你要什么? 请问你要什么? Anh có cần cà phê không? 你要咖啡吗? 你要咖啡吗? Trong trường hợp này, nếu muốn trả lời là không cần, không được nói là 不要.